Hello, miền quê mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Nên miền quê tiếp tục ra đồng coi mấy cày 185 nó cày ruộng nước thì cũng có nước nha. Wow, cái con này một cầu 58 HP ạ. À, con này nó đang xới ruộng nước nha. Giấc này cũng 2 giờ chiều ạ. Đồng này vừa mới gặt lúa vừa xong, hai bên bốn bên ba bên gì của nó là bây giờ là đang trồng mì, đang có mì. Trời mưa nên là giờ có nước ra sới cho nó khỏi mất công bơm nước, cho nên vị trí có mưa rồi. Mưa nhưng mà vẫn nóng bình thường nha cô chú anh chị các bạn, mưa ban đêm thôi chứ ban ngày nóng lắm. Xong đám rượu
đường nữa, hai dòng nữa, hai dòng nữa xong. Cút đường nữa xong rồi, cô chú anh chị các bạn, video đến đây cũng kết thúc nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video, chúc cô chú anh chị và các bạn xem video vui vẻ nha. Nhớ chia sẻ và bấm đăng ký kênh để theo dõi máy cài ở miền quê tiếp theo. Rồi còn miếng cỏ rạ rơm nữa rồi xong. Rồi nguyên một cánh đồng rồi. Rồi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại clip sau.